Sao đi rồi ba cãi được rồi mình là mình sẽ coi chút xíu cái cầm mặt và sử dụng cho nó cân đối giữa đây mà được rồi. Hello thì như thường lệ thì sáng thứ hai và thứ mấy nữa ta dạ, sáng. Nói chung là các ngày trong tuần luôn ạ. Mọi người ơi, sáng thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, thứ bảy luôn ha. Dạ. Nguyên một tuần từ 9:30, nhưng mà sáng nay á là trục trặc cái là do nhà đài á là phát sóng trễ, rồi có một cái chút trục trặc về kỹ thuật là phải xe xếp lúc thêm một số kênh nữa. Thì các bạn đang xem ở hiện nay trên ba kênh, là cái kênh là đó là giám sát an ninh .com, đó là cái kênh YouTube, mà một kênh nữa là kênh Facebook là myip.vn, tức là cái kênh mà camera giám sát và báo động chống trộm á. Còn một cái nữa là trực tiếp từ cái điện thoại của mình, tại vì sáng nay á mình cướp sóng một chút xíu mình với Trâm ha. Dạ, tức là tại vì khi mà sáng nay mình đưa lên một cái sản phẩm về cái camera mà để cho chim ăn á, cái bật và bật fix lực cam á, thì nhiều anh em nói sáng nay khôi họp cho mọi người coi sơ thôi, rồi bữa nào á là mình sẽ review sâu hơn về cái app. Tại vì đây là một cái camera mà nó có chức năng là nhớ nhận diện chim bằng trí tuệ nhân tạo luôn nha, nó rất là hay. Thì và nó để trong rừng rồi nó cho chim ăn tới đó để nó tự động nó quay phim chụp hình con chim rồi lại luôn, rất là hấp dẫn đúng không? Thì đó là một trong những cái sản phẩm mới mà công ty Nano nhập về để mà bán, bên cạnh những cái sản phẩm truyền thống như là camera giám sát cũng như là các hệ thống thiết bị báo động hiện đại nhất của các hãng Vitecco, Vicotech và Caraxon nha mọi người. Ok, đó như Trâm nói đó, tức là bên cạnh những cái sản phẩm mà truyền thống của công ty bán hơn 20 năm nay, 23 năm nay, là gồm có là camera và báo động chống trộm, báo cháy, đúng không? Thì hiện nay là có những sản phẩm kỹ thuật số mới như là những cái loại camera chuyên dụng như là bẫy ảnh nè, để gắn trong rừng để là xem sứa hoang, rồi camera để xem chim chẳng hạn, đó là những cái camera mới và những sản phẩm chuyên dụng. Và các bạn có thể xem những cái sản phẩm này trên cái kênh review của mình, là cái kênh là xemcamera.net, thì mình sẽ review kỹ hơn về cái này sau trên cái kênh đó ha. Còn sáng nay á là mình khui cái hộp này ra để mà con coi trước, rồi sau đó là mình sẽ nhường cái sóng lại cho bên chỗ anh Binh và Trâm để nói rõ hơn về những cái loại camera mà báo động mà công ty Nano đang phân phối. Thì bây giờ là trước mắt đó là mình sẽ mở cái hộp này ra trước ha. Thì ở phía ngoài cái hộp thì chắc là mọi người cũng thấy là hơi là bự ha, so với cái người của mình cũng bự rồi, mà cái hộp này khá là bự so với một cái hộp camera thông thường, ví dụ cái chút xíu. Rồi ok đó ha. Rồi thì bây giờ mình mở cái hộp ra nha. Đây. Hấp dẫn quá ha, ở trong cái hộp nó rất là nhiều thứ. Rồi, để quay lại gần chút xíu. Rồi, bây giờ anh sẽ quay lại đây ha. Rồi. Ok, để ngay vậy đó. Rồi. Thì để mình coi ở trong này nó có những cái gì ha. Rồi, cái này thì bỏ qua bên, cái này cái đèn can nè. Rồi, đây. Đây là chắc chắn là cái chân để gắn nè, đúng không? Chân để gắn. Rồi. Đây. Nhiều cái hay quá ta. Trong này có gì đấy? Ủa. Ồ, có một con chim luôn. Cái con chim này á là để biết để làm gì không? Con chim này á là để gắn ở chỗ cái bẫy ảnh này luôn nè, để cho nó làm chim mồi để cho mấy con chim khác thấy bay lại á, không? Nó kêu được luôn nè. Không? Rất là hấp dẫn. Rồi, ok. Ở trong này có rất là nhiều. Cái này là cái máy che nè, cầm giùm anh luôn ha. Dạ. Rồi,
để mình để có nhiều thứ quá. Đây, chân để lát mình mới ráp ráp ghép lại. Đây là cái dây để quấn vô. Rồi, ồ cái này cái niềng bằng inox luôn nè, để cho bắt vô trong cái cây cho nó chắc á, nó không có bị rớt ra. Và cái quan trọng nhất là cái thẳng ba cái trung tâm này. Ở trong này cũng có catalog của nó ha, cũng catalog rất là dài để hướng dẫn sử dụng cũng như là cài đặt ha, bằng tiếng Anh luôn. Đây, thì đây mình giới thiệu mọi người, đây là một cái tại sao nó gọi là cái bật fixture, tức là bật fixture cam, tức là nó cái này là cái gì ta, giống như cái anten của nó luôn ha. Hay quá ha. Rồi đây nè, đây là cái camera của nó, có hai cái có hai camera luôn nha, và một cái kia hai, đây là những cái cảm biến nè, còn đây là hai cái camera, camera kép của nó để quay và để nhận diện ha. Mình chưa có lọt cái guarantee ra, cái siêu ra à, đây không phải hai camera mà đây là cái PIA, là tức là cái cảm biến chuyển động, còn đây là những cái cũng là mắt thần để cảm biến ánh sáng ngày và đêm và AI. Đây là cái camera AI của nó nè, đó. Và cái này mình có thể điều chỉnh được cái góc độ ha, điều chỉnh góc độ được nè, thấy không, để mình quay. Và cái nguyên tắc hoạt động của cái này á, cái nguyên tắc hoạt động của đó là mình sẽ đổ đồ ăn vô đây nè, thì đồ ăn nó sẽ rải ra tới đây thôi, và con chim nó sẽ này ha, cái cần này nè nó sẽ gắn cho đây nè, đây nó gắn cho, đó nó gắn cho đây là chim nó đậu đây nè ha. Rồi thì bên cạnh đó là nó có những cái thiết bị phụ kiện để ra để lắp ra gắn vô đây cho nó đẹp nữa, thì cái này là ở trong cái hộp nó đã hướng dẫn rồi. Và bên cạnh ở phía sau này á là nó có anten, và nó có cái chỗ là để sạc sạc pin, sạc pin ở trong này luôn nha, ở này nó có pin ở trong. Và chính vì vậy á là nó kèm theo cho mình một cái bộ là năng lượng mặt trời, solar charger. Đây, cái solar này á nó sẽ gắn vô đây luôn, thì khi cái đồ mà cho chim này á quay phim chim định để ở trong rừng ha, thì là coi như là nó dùng cái này, nó không cần phải có cái nguồn điện cho nó nữa. Và về để mình coi trên cái app trên điện thoại luôn, và nó cũng có nhận dạng chim đó, hồi nãy mình có nói với các bạn rồi. Thì cái này á, là nó là cái tên của nó nè, Smart và Feeder nè, và nó nhận dạng đó, là chứ nếu không là mình quay chặn lại. Và đây là mình nhìn hình dung ngay ha, khi nó tới đây nó ăn và camera nó sẽ quay lại và nó phát sóng về để mình coi nó còn có những chức năng gì nữa không ha. Nó còn có âm thanh hai chiều nè, và nó là live video luôn, tức là nó truyền cái hình ảnh trực tiếp về cái điện thoại mình luôn. Đây, và ở đây nè là quay gần lại để thấy được cái giọng chữ này giùm anh ha. Đây đây nè ha, ai nè, bật nè, identify question, tức là nó là một cái nhận diện bằng nhận dạng chim bằng AI luôn, bằng trí thông minh nhân tạo luôn á. Đây, và những cái loại chim mà có thể nó nhận dạng được này rất là nhiều luôn ha, rất là hay luôn. Đây là một cái sản phẩm rất là mới mà mình cũng bất ngờ là nó có nhiều cái tính năng hay như vậy. Thì đương nhiên cái này mình sẽ treo lên, mình cài app xong mình treo lên rồi mình truyền hình trực tiếp cho bà con coi luôn, đúng không? Đó, rất là nhiều cái. Còn cái chim đế này thì hồi nãy giờ mình nói là nó sẽ bắt vô đây nè, cái này để treo lên, bắt như thế này. Hay quá đây nè, nó có cái ngàm này, đây nè, cái ngàm của nó nè, bắt xuống đây nè. Rồi, nó nằm vậy nè, thấy không? Đó, đẩy vô. Đó, rất là tiện lợi luôn ha. Ok, quá tiện luôn, rất là đẹp ha. Cái này là cái hàng mà gọi là hàng đỉnh mới nhất của nó để mà nó xuất khẩu đi châu Âu. Nó có cái nhà cái sạc của Taixi giống như là của điện thoại Samsung đời mới luôn ha, rất là ổn luôn. Cái này nói chung là mình rất là ghiền nó có nhiều tính năng hay quá. Ở trên này là có cái chỗ để nhét sim card vô nè, mở ra luôn nè, nhắc thẻ nhớ với sim card. Đây, quay đây cho bà con thấy nè, đây không, đây là vẫn là cũng có cái nguồn sạc, và đây là cái nhét cái thẻ nhớ vô đây nè, ăn sim card vô đây nè, thẻ nhớ ha. Đó, nó rất là nhiều tính năng luôn, và nó truyền hình trực tiếp qua wifi. Rồi còn cái này nó như thế nào thì mình sẽ
làm một cái review khác. Tại vì sáng nay là mình phải nhường sống lại cho anh Minh với Trâm, chứ không hai bạn cũng rất là sốt ruột rồi, đúng không? Ok. Thôi bây giờ tạm thời là như vậy ha. Rồi bà con cứ coi tiếp cái kênh nha. Còn cái kênh cá nhân của mình tạm thời dừng ở đây. Xin chào mọi người, hôm nay là đến với buổi livestream của công ty Nano. Công ty Nano thì chuyên về cung cấp cũng như là các thiết bị về camera và hệ thống báo động chống trộm. Trong suốt 20 năm vừa qua, công ty đã không ngừng cung cấp đến các bạn, các khách hàng những dịch vụ vô cùng an toàn và thuận tiện để bảo đảm được đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng về việc bảo vệ an toàn ngôi nhà của mình. Và hôm nay thì trong buổi livestream ngày hôm nay thì anh Minh cũng như Phương Trâm sẽ kỹ thuật sẽ cùng chúng ta hướng dẫn cài đặt cũng như là review chi tiết về sản phẩm hơn. Vâng, xin chào các anh chị em đang xem buổi livestream trực tiếp của công ty Nano. Hôm nay là sáng ngày thứ hai, ngày 24 tháng 7, thì hôm nay là mình cũng review về sản phẩm camera EZ-Fit IP Wi-Fi. Thì vừa rồi thì các anh chị